Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm qua mình có live stream trực tiếp là mình gắn cái coi đoạn mà clip on cho cái bujin. Nhưng mà do cái bujin là nó làm cái họng nó khá là nhỏ, với lại là đường kính nó dài, cho nên là cái hơi của nó ra nó không có được lớn, nó không có được lớn tiếng. Thì hôm nay mình đi làm lại cái khúc clip on. Thì clip on này là dành cho BMW F1000RR. Thì bạn nào mà ở Việt Nam mình mà muốn gắn như vậy thì bạn không cần phải đem xe lên tới Sài Gòn, mà mình sẽ có sẵn y như trong video clip nè. Các bạn chỉ cần cưa bỏ cái khúc bầu thôi, rồi xong rồi gắn vào, không có chế cháo gì hết đó. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái khúc, từ cái khúc này là cái bầu nè các bạn. Các bạn chỉ cưa bỏ cái bầu thôi, rồi xong rồi mình sẽ gắn cái đoạn này là người ta có sẵn ha. Mình chỉ cần việc gắn vào thôi. Đó, gắn vào bắt lò xo, rồi gắn bô. Thì cái bô mà dành cho cái xe của mình đó là họng 60 nha. Các bạn lưu ý là BMW S1000R hoặc là những cái dòng xì bọt 1000cc á, thì mình sẽ đi cái cổ, cái họng ngay đây là 60 nè, chứ không đi là 51 nha. Đó, lưu ý với các bạn. Thì các bạn có thể là đi 51 cũng được, không sao, nhưng mà nó sẽ không có nhìn, nó không được đẹp. Tự nhiên tới đây á, đang 60 tự nhiên tới đây nó 51 nó bóp lại thì nó hơi kỳ. Cho nên là mình gắn là suông hết là 60 nha các bạn. Đó, gắn không cần chế cháo gì hết đó. Cái đoạn này là đoạn dành cho chiếc BMW S1000RR thuộc cái dạng mà clip on. Thì tức là mình cắt nửa cái bầu bỏ đi rồi gắn vào, rồi gắn lông bô thôi. Thì các bạn thấy là rất là đẹp ha. Nhìn nó cân đối với xe. Cái bô này là bô SCS1 mà cái thân của nó là bằng titan nha. Rất là nhẹ, không phải là bằng hợp kim. Có rất là nhiều loại SCS1 hàng rep nhưng mà là bằng hợp kim chứ không phải là bằng titanium. Đó, các bạn thấy là lên xe rất là đẹp. Nhưng mà anh em cứ yên tâm là mình sẽ đi cái lon Akabovic full system với lại cái cổ full luôn, chứ không có đi như vậy. Đó, đi như vậy thì cái tiếng nó ra hay, nhưng mà cái gọi là cái vận hành của xe nó không có được ok. Ví dụ như nó tăng nó giảm gì đó thì mình cũng không có nắm rõ được. Còn cái bộ cổ AK với lại cái lon AK dành riêng cho cái dòng xe này thì gắn lên đó, thứ nhất là về tiếng nó ok, thứ hai là về cái vận hành của xe. Mình thì mình thích về cái vận hành của xe, cũng như là cái tiếng nó đủ cái lực của cái máy xe mình. Đó, còn gắn như vậy thì quá ok. Nếu như mà bạn nào mà ngán 30 mấy triệu mà mua bộ cổ full á, thì mình làm như vậy thì cái đoạn cổ nói này á, nó tầm khoảng là tại vì hôm qua mình làm hết một khúc này rồi, cho nên là hôm nay mình làm thêm khúc nữa, cho nên là nó hơi ra khó ra tiền ha. Nhưng mà nói chung nó sẽ dưới 1,5 triệu. Bạn nào mà muốn làm như vậy thì cứ việc là liên hệ với mình, thì mình sẽ giúp đỡ cho các bạn. Đó là full luôn nè các bạn. Đó, clip on không chế cháo hết. Cái đoạn cổ này là của người ta nhập giờ ở bên nước ngoài về Việt Nam mình, cắt bỏ cái bầu với việc gắn vào thôi. Còn cái lon bô này á, thì bạn nào mà muốn mua thì có thể là liên hệ với mình luôn ha. Giá thì là từ 5,5 triệu đổ xuống. Cái thân, cái vỏ của nó là bằng titan hết nha. Đây nè các bạn thấy không, titan là khi mà người ta hàng thì nó ra màu xanh như vậy. Đường hàng titan rất là đẹp. Lon bô của mình đang đi là lon cũ thôi chứ không phải là lon mới nha. Nói về cái vận hành, tí xíu nữa mình sẽ nổ máy lên cho các bạn nghe, cho nên là các bạn đừng có hấp tấp ha, cứ coi từ từ đi. Thì về cái vận hành mà mình đánh giá là cái khúc clip on với là cái lon bô này á, hoặc là các bạn có thể là đi bất cứ cái lon bô nào khác mà cái đường kính là 60, thì hiện tại đây thì mình chạy được là khoảng 18 cây số một lít, tức là nhiều hơn cái cổ mà hôm qua mình làm cho cái Longin thì nó lên được có khoảng 17 thôi, nhưng mà cái này thì đồng hồ nó báo lên tới 18 lần, chạy rất là ok. Chạy nói chung là từ nước đề cho tới nước hậu là mình chạy cảm giác là nó không có bị sượng ở dòng tua nào hết á, rất là tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho các bạn nghe thử. Cái khúc cái này là bằng carbon nha, để cái đoạn này nó hơi cong nè. Nếu mà mình không có là không gắn cái ốp này thì nhìn nó xấu lắm, cho nên là mình ốp cái này lại. Thứ nhất là mình đỡ bị phỏng khi mà lùi xe đồ thì các bạn không có để chân chúng. Cái miếng này có giá là 750 nha bạn. Cái này thì mình mua cái chỗ mà làm cái bán cái đoạn nói này cho mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test bô cho các bạn nghe thử. Rất là ok ha. Nãy giờ mình chạy có tầm khoảng 6.000, 7.000 vòng thôi chứ mình không có chạy cao. Rồi. Rồi.
máy lên thì lúc đầu thì cái tiếng máy nó hơi bị yếu một tí nha. Đó là tiếng khi mà lên bô cho S1000R. Cái lon này cái tiếng nó chưa có hấp dẫn đâu các bạn. Khi mà mình chạy mình kéo lên nhanh đó, đá cái bách phai là nó rất là đã, nó đúng cái chất của bách phai của BMW luôn. Mình sẽ có một cái view clip khi mà mình chạy thì nó sẽ ra cái tiếng, thì mình sẽ quay cho các bạn sau. Còn bữa nay mình sẽ nổ máy tại chỗ. Thì cái tiếng máy của BMW đó nó cứ giận chứ nó không có đều giống như là những cái dòng xe khác ha. Rất là cứng cáp và ok. Ở đây mình có bắt cái miếng bát nữa nè, gắn chạy đỡ tầm khoảng 1 tháng thôi các bạn. Rồi bạn nào mà muốn mua lại nguyên cái bộ này của mình để về gắn thì cứ liên hệ mình ha, để giá là cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Nãy giờ mình chạy thì cái tốc độ xe lên nhanh, đề ba rút hậu rất là tốt, tiếng thì ok. Đó, các bạn thấy mình thiết kế thì cái đường cái lối mà đi lên của cái lon bô thì nó ok, nó vừa đủ đó, không cao quá mà không thấp quá hả các bạn. Xe mình hôm qua đi thì bị dính đất lên đó, nó hơi dơ, chưa có thời gian rửa nên bữa nay đi làm cái cổ khác. Nãy giờ mình đứng một chỗ mình nẹt bô cho nên là nó chỉ hiện cái thông số là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 17 nè các bạn. Nếu mà chạy thì nó sẽ lên 18 ha. Mà mình chạy nãy giờ là đường nó không có được thoáng á, chứ nếu mà đường trường á thì mình theo mình nghĩ là nó sẽ lên hơn nữa. Thì cái đồng hồ này nó báo thì nó sẽ có sai số, ví dụ như các bạn thấy là 17 thì nó độ tầm khoảng 15 hoặc là 18 thì nó cũng tầm khoảng 16 thôi, 16 cây một lít á. Nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu đối với một cái xe 1000cc này thì theo mình đánh giá là ok. Các bạn đi xe nhỏ mà một cây một lít mà đi được 50 hay 60 cây á, thì khi mà các bạn nghe nói cái mức nhiên liệu là khoảng 17, 18 cây thì các bạn nghe là nó hao dữ dằn luôn. Nhưng mà đối với là xe lớn á, thì ở cái mức nhiên liệu là từ khoảng 17 cho tới là 10 cây số một lít đó là một cái rất là ok rồi. Trên chiếc chính thì nó được khoảng 21 cây số một lít, nhưng mà trên chiếc này thì theo mình thấy bây giờ tối đa là được khoảng 18. 18 là thông số nhưng mà thật sự ra đó là 15. Còn trên chiếc chính nó mình đo chính xác luôn đó là khoảng 20 cho tới là 16. Đó. Về vấn đề mà tiêu hao nhiên liệu mà khi mà làm cổ clip on như vậy là nó đã rất ok rồi. Sau này mình lên cái cổ full thì mình nghĩ là cái lượng xăng nó sẽ ổn định hơn và ok hơn. Đó. Còn làm clip on như vậy thì cho những bạn mình thí dụ như mình không muốn đầu tư cái bộ cổ full thì nó đắt tiền quá, mà mình chỉ cần yêu cầu cái âm thanh thôi, chứ lại mình đi xe thường, mình chỉ cà phê hoặc là đi lâu lâu đi một hai tour ngắn thì mình đi clip on vậy được. Nhưng mà nó nói về cái vận hành theo bản thân mình thì mình đi full thì nó vẫn mạnh cái xe hơn. Đó là đánh giá của mình về cái phần mà làm bô làm cổ. Bây giờ mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không, nó chia làm hai cái chữ giống như chữ Y vậy đó, nói giữa hai cái đường bô ra thành một, xong rồi đi ra ngoài cái lon bô đó. Bạn nào mà ở xa muốn làm theo cái dạng này thì cứ liên hệ mình ha, mình sẽ là đặt cái bộ chữ Y này cho các bạn ra tới tận nơi cho các bạn gắn vào, và chỉ việc gắn bô thôi, không còn suy nghĩ gì hết, rất là đơn giản. View ở đây thoáng mát và đẹp ha các bạn. Đó, view đây đẹp đẽ thoáng mát ha. Bình thường ngày thứ bảy chủ nhật thì có một nhóm moto nhí lên đây tập cô ghi bi rồi trên này nè. Bạn nào mà có muốn chạy game Kana hay là cái gì đó thì ở cái khúc này của mình là ở Phạm Văn Cội, Củ Chi, từ ở thành phố lên tới đây thì chắc tầm khoảng 30 phút thôi.
Bạn nào mà có Gymkhana hay cái gì mà muốn tìm sân tập miễn phí mà rộng rãi thì cứ lên đây nha. Cái chiều dài này nó tầm khoảng chắc cũng được khoảng 100 mét á, từ ở cuối bãi nè cho tới lên tới trên đây. Thì các bạn có thể lên trên đây chạy thoải mái vô tư luôn ha. Đó các bạn thấy là rất là rộng. Cần gì mà ở dưới thành phố mà nó chật hẹp rồi các bạn tập nó không có được thoải mái. Đó, hai bên sân luôn. Từ đây chạy dài, ôm cua đồ thoải mái, ngon lành luôn. Cái sân này thì mình cũng tập xe hơi ở đây. Đó, mình biết chạy xe hơi thì mình cũng tập từ cái sân này. Đó, các bạn thấy là rất là đẹp, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha. Hồi nãy quay clip cho các bạn xong rồi thì mới vừa chạy tới nhà. Mình bổ sung thêm một cái ý nữa, đó là khi mà thay cái đoạn clip on này vào á, thì cái nhiệt độ của máy cảm giác như là nó chỉ nóng hơn Z9 một xíu thôi. Chỉ nóng hơn một ít thôi chứ không còn nóng nhiều giống như là lúc mà mình còn bị giới hạn cái công suất, cũng như là còn cái bầu zin và cái bô zin. Thì cái bô và cái bầu thì bữa hai lấy về mình sẽ cân lên cho các bạn coi là nó nặng bao nhiêu ký. Thì khi mà mình tháo hết cả bộ ra mình gắn như vậy thì nó đã nhẹ đi cái xe đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà nhẹ xe như vậy thì nó có một cái bất tiện, đó là khi mà mình lên những cái gờ đó, mình cái xe mình nó hơi bị tưng lên đó. Còn khi mà mình gắn bô zin với lại bầu zin thì mình chạy qua những cái gờ đó, thì nó không có bị bay cái xe lên. Đó là cái cảm nhận đầu tiên của mình. Còn về cái độ nóng của xe thì hôm nay mình chạy mình cảm giác là nó không còn phà vào chân giống như là mấy bữa trước nữa. Rồi cái tốc độ của mình thì nó cũng từ khoảng 7.000 đổ lại thôi chứ mình không có chạy nhanh. Thì khi mà chạy tầm khoảng 7.000 đổ lại từ số 1 cho tới số 5 á, số 6 thì nào chạy lắm, thì tốc độ nó lên cũng ngoài 130-150 rồi. Cho nên là ở cái mức độ đó thì mình nghĩ là chạy như vậy là đã ok. Còn về cái vấn đề mà có chạy nhanh hơn nữa thì sau khi mà thay nhớt lần thứ hai thì sẽ thoải mái và ok hơn. Tại vì mình đã thay nhớt lần đầu tiên ở khoảng 500 cây á, cho nên là nó hơi bị sớm so với là nhà sản xuất. Trong cái xe này á, thì người ta đã có cái gọi là người ta giảm công suất động cơ xuống á, để khi mà mình vừa chạy hết 1.000 cây thì tự động xe nó sẽ tự mở công suất cho các bạn luôn. Chứ chúng ta không cần phải đi tới hãng map, không cần. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà muốn mở trước luôn á, để mình cảm nhận xe, thì cái vấn đề mà mở cái công suất của xe ra đó là, ví dụ giống như vậy nè, các bạn chạy bình thường, các bạn vô số 1 các bạn chạy thì bạn kéo ga cũng khá là lâu đó, nó mới lên được khoảng dòng tua 4.000. Thì bây giờ khi mà mở cái công suất của xe ra thì các bạn chạy cái dòng tua bằng kéo nhẹ cái là lên được 4.000 liền, mình đá qua số 2 liền. Còn nó giới hạn cái công suất động cơ là mình kéo lên thì cảm giác cái dòng tua nó lên chậm hơn và cái máy xe của mình nó sẽ nóng hơn bình thường rất là nhiều. Đó, nhưng mà lưu ý thì cái bạn nào mua xe mới thì cái quá trình chạy rà nó cũng khá là quan trọng ha. Nói chung thì chạy rà tốt đó, thì sau này cái xe của mình nó sẽ êm hơn xe của người khác, và vận hành xe thì nó sẽ trơn tru hơn. Ví dụ như là các bạn chạy chậm thì nó không bị giật cái xe chẳng hạn. Với cái vấn đề mà làm cái cổ clip on như vậy cho chiếc BMW đó, thì nghe có vẻ là nó hơi bị giật nha, hơi bị giật hơn một ít. Tức là mình chạy chậm thì nó hơi bị khựng máy, hơi bị giật. Còn cái cổ zin hôm qua mà đi clip on thì ok, nó vẫn như zin, không có gì thay đổi hết. Và cái lượng tiêu thụ xăng thì hồi nãy mình có nói với bạn là khoảng 18 lít, 18 cây trên 1 lít. Thì nếu mà mình trừ ra thì có tầm khoảng 15. Thì ở cái mức này thì nó cũng ok rồi, có thể là chấp nhận được. Còn sau khi mà mình đi cái bô full và cổ full của nó thì sẽ làm video clip test tiếng cũng như là cái vận hành cho các bạn xem sao. Còn về cái vấn đề mà ví dụ như mình muốn test được cái thông số của nó thì chỉ có đem lên bàn dyno Z thì mình mới biết là xe mình nó hiếu xăng, hiếu gió hay là nó bị yếu ở cái dòng tua nào. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha.